Tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Làm Đĩ của nhà văn Vũ Trọng Phụng. Tác phẩm được nhà xuất bản Mai Lĩnh phát hành năm 1939. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 3. Khi em được yên tâm về em rồi thì cuộc đời lại hiện ra là tốt đẹp, đáng sống, đầy những ngày vui. Em đã phát họa được một cái chương trình lấy người chồng xứng đáng, chỉ biết một người cả trong cuộc đời, phải theo đúng câu tòng nhất nhi chung và trở nên vợ hiền, dâu thảo, gia đình hạnh phúc. Bốn chữ ấy nói rõ với em biết bao sự khoái lạc êm đềm. Thế là được chồng một năm tròn, em chỉ ham vui đèn sách, học tập nữ công. Những phút sa ngã đáng hãi hùng, dù em có muốn lại cảm thấy, cũng không có thể có được nữa. Riêng em đã tự chủ, lại thêm có được cái dư luận rất nghiêm đối với hạng người hư hỏng. Giữa hồi ấy, xảy ra một điều khốn kiếp tại một nữ học đường nọ. Một bà đầm giám thị ký túc xá bắt được quả tang hai cô học sinh thủ dâm lẫn nhau bằng một thứ khí cụ bằng cao su. Việc ấy làm sôi nổi dư luận cả nước. Trong một thời gian khá dài, hễ nói đến phong trào gái mới, bình đẳng, nữ quyền, thiên hạ lại dở dối đến sự hành động của hai nữ học sinh kia. Những bậc thượng lưu trí thức ngồi quây quần một bàn tiệc, những anh phu xe kéo những cái xe không khách ngoài đường, bọn tôi đòi xúm nhau ở các máy nước. Thôi thì từ cao đến thấp, từ nhỏ đến lớn, ở khắp các bậc thang của xã hội, người nào thiếu chuyện cũng lấy chuyện ấy ra làm đầu đề. Cả một xã hội đều những một thứ lưỡi, đều cùng một lòng công phẫn để thống mạ sự thủ dâm kia. Lần đầu nghe thấy những lời bình phẩm ác nghiệt về việc ấy, em thấy xiết bao nỗi hãi hùng, tựa hồ như chính em đương bị dư luận kết án vậy. Em run sợ nhớ lại những lúc phạm phải tội lỗi, rồi mừng thầm đã được cái may mắn tránh thoát búa rìu của dư luận mà vẫn giữ được thanh danh. Từ đó em hiểu thấu sự đáng sợ của dư luận, và lại thấy rằng dư luận là rất cần cho nhân tâm thế đạo. Cái sự đê nhục của người khác cũng là một thứ gương tài liếp cho em. Không là chim chết thuộc việc cung tên, em cũng ngẫu nhiên ở vào cái trường hợp kinh cung chi điểu, nghĩa là chim sợ cung. Nào có thế mà đã hết, xã hội vẫn lắm trò, lịch sử chỉ là những tấn tuồng luân hồi diễn đi diễn lại. Tháng trước một cô khuê cát bị nhân tình lột chuồng trong nhà xăm. Tuần lễ vừa qua, một bà tham bị có kẻ đến cửa chửi rủa tội đi quyến rũ chồng người. Hôm nọ một tiểu thư chữa hoang với thằng xe. Hôm nay hai vị mô phạm trong giáo giới bị can tội thông gian. Ngày mai, ngày kia, đời sẽ còn những chuyện gì? Em cười thầm những người đáng thương hại ấy. Có lẽ họ đã thống mạ sự xấu của bao kẻ khác, mà rồi lại cũng sấn như bọn kia, để rồi bị chửi rủa cũng thế. Em không hiểu nổi sự đời nữa, cứ hùa theo dư luận mà chê bai. Sau khi đỗ được bằng sơ học, cho rằng con gái học thế thôi cũng đủ rồi, thầy em bắt em thôi học. Em đã khôn lớn, đối với ai cũng đã có một chút giá trị rồi. Cả một xã hội nức nở khen em đẹp, kính phục em ngoan, công dung ngôn hạnh đủ đường. Em bắt đầu rụt rè bước vào cuộc xã giao, bắt đầu giao thiệp với bọn phụ nữ có địa vị, có danh giá. Vợ ông này, con ông khác, những người coi tiền như rác, hoặc đánh phớ một cái mặt cũng mất hết nửa ngày. Vương Tôn công tử ồ ạt kéo đến làm bạn với anh ruột của em. Những bà mối rầm rộ tin đi mối lại, thầy em vênh váo với đời, mẹ em cũng hóa ra kiêu ngạo. Và sự đó làm em sung sướng lắm. Em mới có 16 tuổi. Em đương yên hưởng lạc thú gia đình với sự kiêu ngạo ở cái tên nàng thơ mà bọn si tình ngầm đặt cho em, thì cuộc đổi mới của xã hội này đem các ảnh hưởng xấu đến khuấy rối mất cái phần đức hạnh của em. Xã hội lại đáng sợ hơn cả cái tuổi dậy thì. Hồi ấy, một trận cuồng phong dữ dội thổi đến xã hội ta. Cái phong trào vật chất đến với ta bằng những danh từ điêu trá: tiến bộ, duy tân, tân sinh hoạt.
Nó có một sức mầu nhiệm là lường gạt nổi hầu hết mọi người. Bao nhiêu lề thói, bao nhiêu nền nếp đã bị lôi cuốn đi theo trận cuồng phong. Một trật tự của một xã hội thuần túy trọng tinh thần đã bị vật chất đảo lộn ngược cả. Một bọn làm báo và văn sĩ vô lương tâm, trong khi nhốt vợ con chị em của chúng vào buồng kín, rộng miệng cả tiếng cổ động cho vợ con người khác xông xáo ra xã hội sống cuộc đời mới, với chợ phiên, khiêu vũ, với những mốt y phục luôn luôn thay đổi, mà càng ngày càng phô bày mãi những bộ phận đáng giấu kín của người đàn bà. Những tờ báo nào không hiếu tân mà không nịnh đầm thì theo nhau mà chết. Cái tư tưởng quốc gia, cái tư tưởng xã hội bị xếp cả vào một xó. Những ai không nhắm mắt chạy theo vật chất đều bị coi là gàn, là hủ, là đáng tự tử. Báo giới đầy rẫy những mục bàn luận cách tìm khoái lạc cho xác thịt. Thanh niên không còn lý tưởng nào mà thờ nếu không công nhận cái lý tưởng vật chất. Văn chương và mỹ thuật đã bị đem ra lợi dụng chỉ cốt để tán dương cuộc phụng sự dâm thần. Những tiệm khiêu vũ phá tan hạnh phúc của gia đình, làm cho đàn bà hóa ra đĩ, làm cho đàn ông mọc sừng hoặc chê vợ, làm cho bọn chủ xăm đắc thế kiếm lợi, bọn vua thuốc lậu tha hồ vênh vang. Những mốt y phục của phụ nữ làm cho đàn bà mỗi ngày phô thêm một ít đùi, một ít đít, một ít vú. Ở những nơi thành thị, chỗ nào cũng có tiếng gọi của xác thịt, cũng có sức cám dỗ của dâm thần. Tại những nơi thôn quê thì vẫn nguyên những cảnh đói khát, nheo nhóc, bùn lầy nước đọng. Nạn cường hào, nạn mê tín, nạn hối lộ, nạn bả rượu lậu. Khi nhắm mắt theo cuộc đời mới, em vẫn tưởng thế là hợp thời, là văn minh. Kịp đến lúc tỉnh ngộ thì đã muộn quá rồi. Đến lúc biết mình lầm thì đã làm đĩ. Chương 2. Ra đời. Những luận điệu gay gắt đối với mọi sự phù hoa, đàn điếm, xa xỉ của một xã hội trụy lạc hầu sắp diệt vong. Trong đó có 90% người nhầm rằng cái nghĩa đời người, mọi lý tưởng cao xa chỉ là sự thỏa mãn về vật chất, sự đầy đủ của xác thịt. Những cử động trái với luân thường đạo lý, cái dâm, cái ngông, cái rỡm, cái đài. Phải, sự kết án một cái tình thế khốn kiếp như vậy mà lại thốt ra từ miệng một kẻ như em. Hạng người tuy là bỏ đi, nhưng đối với phái tân tiến thì lại là một tên lính tiên phong trong cuộc âu hóa. Một người tiêu biểu cho sự vui vẻ, sự hoạt động, sự mới mẻ, đã từng làm thí nghiệm cho phong trào theo mốt khiêu vũ, xã giao, đã đạp cửa buồng the để tham gia vào xã hội, sau khi đã lấy những khẩu hiệu giải phóng và bình quyền, chắc đã làm cho nhiều người phải ngẫm nghĩ, phải kinh hoàng vì ngạc nhiên. Khốn thay, sự đó lại rất là dĩ nhiên, có khi lại tầm thường đến nỗi không đáng cho ai phải lấy làm lạ. Vì một người đàn bà lừa chồng bằng sự nằm đờ ra trong cánh tay nhân tình mà đã biết hối hận, thì đối với người ấy, chỉ người nhân tình là đáng căm hờn nhất trong thế gian. Cũng như một cái đồ chơi trong tay trăm nghìn người như em, mà đã đến thời kỳ nhận chân được cái giá trị làm người, đã đến thời kỳ giác ngộ, thì lại oán ghét cái đàn điếm, cái phù hoa, cái ngông cuồng bằng trăm những nhà đạo đức bị mang tiếng là hủ bại nữa. Chỉ kẻ điêu đứng trong tình trường mới biết ghê sợ ái tình. Chỉ kẻ phú gia địch quốc mới chán tiền bạc. Chỉ kẻ hiển vinh tột bực mới thấy sự vô vị của công danh. Chỉ kẻ sung sướng đủ đường mới hiểu thâm thúy cái câu hạnh phúc là một điều mà người ta không thể biết được. Nhưng thôi, chưa chi đã có người bất bình cho rằng hạng đĩ như em thì không có quyền nói như thế nữa. Có lẽ không nên nghĩ như thế nữa. Thì em nói nữa mà làm gì? Chỉ sự từng trải, sự kinh nghiệm mới làm cho người ta được nên khôn. Người đàn bà muốn được từng trải thì đã hỏng mất cả cuộc đời. Điều ấy không còn ai chối cãi được. Bên cạnh sự ngây thơ, nó là nguyên nhân của sự dại dột và trụy lạc, thì sự từng trải bị coi là điều khốn nạn, không có quyền đem cái khôn ra cảnh tỉnh những người chưa từng trải. Họ chiếm số đông. Đã vậy thì em có nên vượt qua một thành kiến ác hại, sự ngăn cấm gái giang hồ nói về luân lý phụ nữ, để mà cho bọn thiếu nữ trẻ trung ngây thơ mơ mộng đường vui vẻ tươi cười mà đi đến ái tình, đi đến tội lỗi mỗi ngày bằng một bước dè dặt nhưng mà rất kiên gan,
rất sốt sắng. Đi đến cái chỗ chết, nó chứa bao nhiêu thi vị say sưa, vì nó sẽ làm thỏa mãn mọi sự rào rực của xác thịt. Đi đến cái sự mà một bọn cầm đầu vô lương tâm đã mệnh danh cho là tiến bộ, vui vẻ, giải phóng, bình quyền, văn minh. Hay là em nên câm? Có nên mong cứu vãn cái gì còn đủ thời giờ cứu vãn được, hay cứ để mặc cái làn sóng vật chất nó lôi cuốn số đông bạn gái vào đường trụy lạc, thì rồi mình làm đĩ cũng không xấu nữa, bởi lẽ ai cũng như mình. Ác hại thay, em lại không chung một tâm lý với số đông bọn gái giang hồ. Mình đã không ra gì thì không cho phép ai còn giữ được phần đức hạnh. Con Huyền đã mãi dâm nhưng không tìm được cái triết lý cuối cùng, không được hưởng sinh thú, cái cuộc đời vô lo vô lự, nhầy nhụa lai láng những khoái lạc ghê gớm và bất đắc dĩ của bọn gái bán dâm. Nó vẫn cứ muốn đem ra dùng cái gì còn dùng được trong tâm hồn nó để giúp ích kẻ khác. Nó cứ muốn chống với phong trào. Nó không hiểu rằng sức mong manh của cá nhân không thể nào ngăn nổi một phong trào được. Phải, nếu Huyền đã chống nổi với phong trào thì Huyền đến nỗi này hay sao? Trước một phong trào, cái gì là trở lực thì bị coi hủ bại, là không hợp thời, là khả tiếu, mặc dầu là lý trí và lương tri, mặc dầu là luân lý đạo đức. Em đã ngộ nhận, không biết nghe lẽ phải, đã như một con cừu trong một đàn cừu, đã như một con thiêu thân trong một bầy thiêu thân. Em cũng đã bị trào lưu xô đẩy. Hồi ấy trong khắp xứ, vấn đề phụ nữ rấy lên, chưa bao giờ đàn bà được nịnh hót và săn sóc đến như vậy. Tất cả các báo chí muốn đạp cửa buồng the cho người đàn bà ra đường. Những người trí thức chỉ bảo cho chúng em rõ, cái cuộc đời mới đáng sống là một cuộc đời chiến đấu lấy tự do cá nhân, chứ không còn phải là cuộc đời hy sinh cho gia đình như xưa. Bằng những danh từ bóng bẩy, bọn trí thức ấy khéo đem văn chương, mỹ thuật ra cải cách những tà áo, gấu quần cho bọn phụ nữ. Những cách trang điểm như bôi môi, đánh phấn cũng được coi trọng chẳng kém sự cứu quốc của những bậc anh hùng. Nịnh đầm, đó là khẩu hiệu cho những kẻ nào muốn được tôn lên là vĩ nhân. Những tiệm khiêu vũ mở ra nhan nhản, những nhà xuất bản chỉ in toàn những sách nói về nghề làm nữ kỵ binh. Các hiệu ảnh chỉ phô trương bọn phụ nữ xã giao ở những cuộc chợ phiên, ở những vòng đua ngựa. Không biết rằng cứ ì ra cũng đã đủ đi đến chỗ diệt chủng. Cả một dân tộc vô đạo, vô học, không có lý tưởng nào mà thờ, như một bọn người điên, nhắm mắt lại để hăng hái làm cho xã hội thêm trụy lạc và liệt nhược, bằng cách đâm đầu chạy theo vật chất, bởi những danh từ thần bí của văn chương. Ai cũng chỉ biết đến dục vọng của cá nhân, gây cho cá nhân ly dị với đoàn thể. Cả một xã hội tưởng là đi đến văn minh, mà không hề ngờ ngợ rằng dễ không khéo đã mắc mưu của dâm thần. Ngay đến những người biết nghĩ cũng bị huyễn hoặc, cũng bài xích thuyết trung dung, cũng hồ đổi mới hoàn toàn. Sự hiểu nhầm của những khối óc ngây thơ thật là tai hại. Thoạt đầu sự hư hỏng đối với em chỉ hiện ra bằng những cái vô tội như cái quần trắng, răng trắng, cái ví da và sự tự nhiên trò chuyện với đàn ông, hay là có một vài bạn trai, nay đi xem chớp bóng, mai đi dự cuộc chợ phiên, ngày kia đi nhảy đầm. Ấy là việc của hạng vợ Tây, nếu không là hạng đàn bà mà xã hội gọi một cách vu vơ là lãng mạn. Vậy mà em phải may quần trắng chỉ vì sự bài xích của bọn chị em bạn gái đối với cái quần thâm. Hàng lũ hàng lượt họ chê bai em, chẳng bao lâu em đổ. Cho nên phải nghĩ, trắng hay đen, cái ấy không hại, cũng không nâng cao phẩm giá của con người. Em đã nói, sự hư hỏng của em bắt đầu bằng cái quần trắng. Đó không là điều vu khoác, vì rằng nó thay đổi hẳn quan niệm về y phục và cử chỉ của em, và mở đầu cho cái tự do, sự xã giao, sự ham mê hình sắc. Nói tóm lại thì đủ các thói xấu ngự trong hai chữ tân thời. Một thiếu nữ đánh bạo ngồi tiếp chuyện một người đàn ông, như thế đã có gì đáng bảo là hư? Vậy mà bao nhiêu vụ chữa hoang, thông dâm đã xảy ra chỉ vì một lúc tự nhiên trò chuyện. Cái hư hỏng nó lẻn dần dần đến bằng trăm nghìn hình dáng. Hôm nay còn ngồi chuyện trò nghiêm chỉnh, ngày mai nhớ vơ nhớ vẩn, hôm sau nữa thì đã là một điểm của ái tình. Rồi ít lâu đến cuộc chỉ non thề bể,
thư lại thư đi. Rồi một ngày bất ngờ kia, một nụ cười, một cái liếc mắt, một cái hôn, một cái thở dài. Từ những cái ấy đến dục tình chỉ là vấn đề gang tấc. Nói thế tưởng đã đủ cắt nghĩa rành mạch cho những sự kinh ngạc của thiên hạ mỗi khi thấy một người đàn bà vốn đức hạnh mà lừa chồng, hay là trả lời cho bọn gái mới muốn khuynh đảo thuyết nam nữ bất tương thân bằng một lý sự ngớ ngẩn: trai gái có phải tiếp xúc với nhau là ngủ với nhau ngay đâu. Ôi cái quần thâm, trong cuộc chiêm nghiệm sự đời, em đã thấy biết bao đàn bà chỉ vì cứ mặc mãi cái quần thâm cho nên vẫn giữ được đức hạnh. Lần đầu tiên mặc cái quần trắng len lét qua mặt thầy em, trái tim em hồi hộp. Thầy em trừng mắt gọi lại hỏi: đồ đĩ, tao đã cho phép mày ăn mặc như thế đấy à? Em chưa dám cãi thế nào thì mẹ em cũng lại nói: con nhà làm ăn mặc quần với áo như thế, ai người ta dám rước đi nữa. May sao tình cờ lúc ấy có hai ba người cô dì họ nội ngoại của em, phái này khuynh hướng về tân thời, nên người thì bạo dạn phản đối thầy em, người thì cười tủm tỉm ra ý chế giễu. Ngoài những tiếng nghiệt, cổ, gan mà thầy em phải nhận, có một bà dịu dàng mà rằng: có việc quái gì, cái nhỏ mọn ấy, bây giờ thiên hạ ai cũng thế cả, nếu cấm đoán thì cô Huyền không hợp thời. Em thoát trận mắng vì thầy em đối với phụ nữ vẫn dùng sự im lặng để tỏ lòng khinh. Nhưng từ đó em vẫn bị lừa muối, vì sự ấy còn dễ chịu hơn mọi điều chê bai của bạn hữu. Em không nhượng bộ cha mẹ chút nào, cái trò nói lắm hóa nhàm dần dần cũng không ai bắt bẻ em nữa. Chinh phục được cái quần trắng, đồng thời em kết bạn thêm được với vài cô bạn thuộc hàng nhà giàu, bề ngoài đặc tân thời, và đành mất lòng tin yêu của một số đông họ hàng và bạn thân, những người nhất định cho cái quần trắng là tiêu biểu của mọi sự hư thân mất nết. Không, nếu những người ấy đừng nghiệt ngã thái quá, cứ chiết trung vừa phải cho em, chắc em không đến nỗi nào. Khốn thay, sự quá đáng của họ đã khiến em yên chí, họ là hủ bại mất rồi, nên những điều khuyên bảo rất đáng nghe theo kia đối với em không còn giá trị gì nữa. Thành thử từ sự hiềm khích này đến sự lãnh đạm khác, lại thêm có cái vấn đề tự ái đấy, em cứ dần dần ly dị mất hết tất cả những người thân thuộc để chạy theo một xã hội mới nó quyến rũ em. Ấy thế là nay đi chụp ảnh, mai đi rửa phim, sáng đến hiệu thợ may, trưa đi nghe đàn ca, chiều đi chụp ảnh, tối nay đáp lễ cô bạn mới này, mai thết tiệc trả nợ cô bạn mới kia, thỉnh thoảng một buổi chợ phiên, một cuộc họp mặt trong một tao đàn. Không bao lâu em đã quên hết nữ hạnh, nữ công để trở nên một gái tân thời ghê gớm. Lời mắng nhiếc của cha mẹ, sự khuyên răn của một vài người thân còn sót lại, sự công kích hoặc ra mặt hoặc ngấm ngầm của thiên hạ, hết thảy những cái ấy chỉ có giá trị của những giọt nước chảy trong lòng chiếc lá sen. Em thấy mục đích cuộc đời chỉ là vui, nghĩa là sống theo sở thích. Em mơ màng một ý trung nhân như trong tiểu thuyết, một cuộc hôn sự bằng ái tình, một người chồng đẹp, sinh trưởng nơi phú quý, biết đãi vợ như dân Tây Phương. Cũng như số đông gái mới vẫn mơ màng, chứ còn có gì mới lạ được. Ngoài ra, em thở dài nhọc mệt hoặc so vai một cái. Trước những sự công kích của phái cổ, em lại càng hóa ra kiêu ngạo ở chỗ tự tin. Vì những tiếng lãng mạn hư hỏng họ buộc cho em thật không có nghĩa. Em chưa phải lòng người nào, em hãy còn trinh. Khuyên răn em chỉ làm cho em thêm ác cảm. Ít lâu họ để em được tự do, mặc thích vẫy vùng. Thêm vào cái hiểm tượng ấy, thầy em bỗng dưng thay đổi cả tâm tính. Xưa kia đạo đức bao nhiêu, bây giờ đâm ra chơi bời bấy nhiêu. Thường tối nào cũng đi đến 3 giờ đêm mới về, không hiểu cờ bạc hay giai gái, dễ thường cả hai thứ ấy. Do thế mẹ em thường hay tủi thân khóc lóc, người dần sút đi, sức khỏe ngày một hao mòn, mặt mũi ngày một khóc khát. Do thế em nghiệm được, khi người ta vào lúc thiếu thời mà không hư thân một chút, lại đợi đến lúc có vợ có con mới phá giới, thì thật là một việc tối nguy, có trời cũng không gỡ lại được nữa,
vì lúc ấy người ta có đủ tư cách bỏ vợ, bỏ con, đứng nghiễm nhiên khoanh tay xem sự sụp đổ của gia đình. Vì lẽ mẹ em thuộc hạng người cổ, lớp người quen cắn răng chịu đau khổ chứ không phàn nàn với ai cả, nên bề ngoài gia đình vẫn có vẻ yên vui. Nhưng cái thế trận càng ngấm ngầm thì sức phản động càng thấm thía, thì cái ác quả càng tiềm tàng ghê gớm. Em buồn vô cùng, khổ vô cùng, vì đến như thế nữa thật là em đã mất hết lòng tôn kính thầy em. Em còn nhớ rõ buổi tối hôm ấy, ôi mỉa mai, bên ngoài trời rả rích mưa, mẹ em ngồi ôm đứa em bé mà xì sụp khóc. Chị em thì cãi nhau với đầy tớ dưới bếp. Anh em vừa khoác áo lấy mũ ra đi, theo bọn con trai mất dạy mà bỏ cả sách đèn. Thầy em cũng vừa lên xe với mấy ông bạn già phá gia chi tử. Em ngồi cặm cụi viết một bài luận pháp văn, tả một cảnh hạnh phúc gia đình. Trong đó có bố ngồi đọc báo, anh ngồi học, em bé chơi ngoan, mẹ đan áo, mình làm bài, vân vân. Cái cảnh ấy cứ kéo dài ra mãi, mãi đến khi thầy em nói với mẹ em chót ăn nằm với một chị ả đào, đến nay người ta đã có mang. Mãi đến khi giữa mẹ em và thầy em đã có vài trận cãi cọ, mãi đến khi thầy em oanh liệt rước cô vợ bé về nhà. Vài hôm sau, không thể chịu nổi những cảnh trước mắt, mẹ em cùng mấy đứa con nhỏ phải về quê ở riêng. Chị ruột em từ đấy hóa ra một đứa tôi đòi, anh em cũng đổ hư, thầy em thì chỉ còn trông thấy có cô vợ lẽ yêu. Còn em lại tân thời hơn một chút nữa. Tuổi xuân của em đương nảy nở mạnh mẽ trong cơn khủng hoảng, thì sự tình cờ ở đời dắt đến cho em Nguyễn Lưu. Đó là một người anh họ của em, con trai một bà bác ngoại. Cha mẹ buôn bán ở Lao Cai. Sau khi đậu bằng sơ học, Nguyễn Lưu về học ở Hà Thành để học lên bậc trung đẳng. Trước còn trọ tại nhà khác, sau mới đến ở tại nhà em để cùng với anh ruột của em học tập cho có bạn sách đèn. Nguyễn Lưu là một thiếu niên có nhiều nét tốt và rất ít tính xấu. Khác hẳn những bạn hữu của anh em thường lười biếng, ham chơi, đua ăn đua mặc và coi sự chìm gái là những thủ đoạn anh hùng. Anh Lưu tỏ hẳn ra cái vẻ hơn đời ở chỗ siêng năng đèn sách, lại thêm được nét đứng đắn lạ lùng, không hề để những chuyện trai gái lọt được vào tai. Em yêu anh Lưu chăng? Không, đó là sự kính trọng, một chút thiện cảm, chứ đó chưa phải hẳn là ái tình. Em vẫn biết đã có họ với nhau mà lại yêu nhau thì là điều cấm kỵ. Vậy thì hay là anh Lưu yêu em? Điều ấy em không hiểu nổi, mặc dầu em muốn hiểu lắm, mặc dầu em để tâm dò ý kỹ lắm. Giữa một đôi trai gái ở chung một nhà, dây liên lạc về huyết tộc lại cho phép được tự do trò chuyện, hai bên lại cùng có phận sự bênh vực lẫn nhau, thì ái tình càng được dịp đặc biệt trêu cợt cả hai người như một trò chơi hú tim. Em không hiểu rằng từ trong thâm tâm, Lưu có thành thực say mê em và yêu vụng nhớ thầm em một cách hằng học bằng cái quả tim chàng si tình hay là không. Nhưng em nhận được rất kỹ càng rằng Lưu săn sóc đến phần đức hạnh của em chẳng kém một người chồng cả ghen, săn sóc hơn những người có nghĩa vụ phải săn sóc đến em nữa. Anh ta hết sức phản đối những cử chỉ nào của em mà anh thấy là mỉa mai cho hai chữ tân thời. Hoặc bằng những lời khuyên răn ngọt ngào, hoặc bằng những cách nói xa xôi bóng gió, hoặc bằng những giọng mỉa mai dọa nạt nữa, Lưu cứ dần dần can thiệp đến cái đời nữ sinh lãng mạn của em. Hoặc là tìm cách ly gián bọn bạn hữu của em, những cô gái mới bị Lưu cho là đồ hư. Nhất là sau những lúc em đi chơi xa hay là chuyện phím một cách thân mật với những bạn thiếu niên vì tình bầu bạn với người anh của em mà năng lui tới nhà em, thì mặt Lưu xa sầm và những cử chỉ của Lưu đã đủ tố cáo rằng anh ta ghen em và đã lạm quyền trong tình họ Mạc. Song những cái ấy không bị ai dò xét bao giờ. Thiên hạ cả gan dám tin vững rằng đã có họ với nhau, người ta không thể phải lòng nhau. Một hôm em tình cờ thấy trong hộp gương lược của em một cái phong bì. Bóc ra xem, đó là một cái thư kỳ quái, một cái thư đánh máy chữ, không có đề ngày, không thấy tên người đáng nhận thư, cả chữ ký của người gửi cũng không. Mà ý tứ trong thư toàn nói về ái tình, toàn một giọng đại luận hoặc cách ngôn dịch ở sách ra vậy. Những là: ngươi đừng nên thề nguyền,
Và cũng nên nhớ như chôn vào ruột là không bao giờ. Phải, không bao giờ nên thề nguyện. Một khi xác thịt đã làm lung lay lòng người, thì người ta ai cũng vội quên phăng ngay những lời minh sơn thệ hải rất thiêng liêng, thành thực. Và do thế, sự hối hận về lời thề sẽ đầu độc mất cả những hoang lạc dịu dàng nhất thế gian. Những lời thề là rất vô ích và bao giờ cũng nguy hiểm. Trong tất cả những mối dục vọng của người đời, chỉ có ái tình làm cho ta sướng nhất. Nhưng mà vì một thành kiến chỉ đàn ông là có quyền chạy theo dục vọng ấy mà không mất giá trị. Trái lại, họ còn do cái dục vọng ấy mà lắm khi lưng lẫy tiếng tâm. Còn khi một người đàn bà tin yêu ta đến bậc trao gửi cả thân thể cho ta, đáng lẽ nên kính thờ họ mới phải, thì ta đem lòng khinh bỉ họ, hoặc là làm cho họ nhơ nhuốc bằng cách công bố sự bại trận của họ. Đó là cái đức của tất cả bọn mày râu. Họ tận tụy suốt đời họ vào cái việc kể lể kè nhè, si sục những tình cảm mà họ không có, và đặt bẫy để thắng bọn phụ nữ muốn chống cự lại họ. Tạo hóa sinh ra bọn đàn ông bội bạc vô lương tâm như thế mất rồi, nên họ cứ việc gánh vác cái nghĩa vụ phá hoại của họ mà không cần đếm xỉa đến những hạt lệ đau khổ của bọn đàn bà nhẹ dạ cả tin. Đọc xong mảnh giấy ấy, tuy thấy nó cũng ngộ nghĩnh hay hay, song em cũng vẫn phải bất mãn. Người thảo ra giấy ấy có chủ ý gì, mà người ấy là ai? Kẻ ấy khuyên răn em như vậy là khinh bỉ em, coi em như sắp hư hỏng. Con Huyền này, thật vậy, không cần ai khuyên răn gì cả, và không thể tha thứ được cho kẻ nào dám có cái hành động táo tợn và lỗ mãng nhường kia. Ôi, cái lòng tự ái, cái lòng tự ái bị thương, mà lại của một thiếu nữ bướng bỉnh tự phụ nhất trần đời, mà lại của một người hư hỏng. Xét mãi chỉ thấy Lưu đáng bị nghi là thủ phạm cái thơ kia. Em định có dịp thì hỏi phăng ngay cho ra manh mối. Buổi trưa hôm ấy, thừa lúc nhà vắng, Lưu đưa ngồi ôm trán trước quyển toán pháp. Em rón rén đến bên, để lá thư giữa bàn. Lưu vì thật thà nên vụng dại lạ thường, trông qua thấy mẩu giấy ấy là ngồi ngẩn mặt ra. Cử chỉ ấy cũng đã đủ tố cáo Lưu, vì nếu không, sự tò mò hẳn đã buộc Lưu phải đọc kỹ mẩu giấy. Em ngồi xuống đối diện, dịu dàng hỏi. Anh để thư này vào hộp lược của em làm gì? Không đề phòng kịp, lại nhân cái vẻ tự nhiên của em, Lưu chẳng kịp chối cãi, chỉ còn nghĩ đến cách cắt nghĩa, mãi mới ấp úng. Những câu ấy tôi dịch ở một cuốn sách tay, tưởng cô xem thì cũng có phần bổ ích cho cô. Em nghiêm nét mặt, rề môi, có ý mai mỉa mà hỏi. Anh đã yên trí tôi là người hư hỏng mất rồi, phải không? Tôi chưa yên trí, nhưng mà tôi sợ thế lắm. Thế là anh khinh tôi, anh có quyền gì? Phải, anh có quyền gì? Đến đây Nguyễn Lưu cúi đầu hổ thẹn hồi lâu, rồi ngẩng mặt nhìn thẳng vào em trừng trừng. Với hai con mắt của kẻ điên dại, anh ta hậm hực, nghẹn ngào, thổn thức mãi, rồi quả quyết nói. Phải, tôi có quyền gì đâu. Tôi không có quyền gì cả. Cô chỉ là em họ tôi mà thôi. Nhưng mà nếu cô hư thì tôi đây, tôi sẽ là người đau khổ nhất. Thật là chí nguy, em hối thì đã muộn. Nếu không có cuộc tra khảo kể trên, tự nhiên không bao giờ, thật thế, không bao giờ Lưu lại dám ngỏ lòng yêu với em. Vì nếu Lưu mà lại dám nói ra miệng là yêu em, thì thật là một sự táo bạo ghê gớm, một sự xấu xa, bẩn thỉu, chẳng kém một vụ loạn luân. Một người đã cầm đến quyển sách, không bao giờ bỗng dưng dám bày tỏ lòng mình như thế được, nếu không gặp một trường hợp đặc biệt gì. Bây giờ không những Lưu không phải ngưỡng mờ mà thôi, việc anh ta tuyên bố lòng yêu ra lại còn là tự nhiên, là chính đáng, là đáng thương nữa. Em muốn can ngăn, van lại cho Lưu đừng nói gì thêm nữa, xong lè cổ em nghẹn ngào. Lưu vẫn hầm hực khẽ kể lệ tiếp. Thật thế, bây giờ thì đã đến lúc tôi nói toang ra cái mối khổ tâm của tôi. Cô không biết rằng. Rồi anh ta ngừng lại, ý chừng đương tìm kiếm một câu văn hoa nào, những danh từ nhiệm màu nào có thể diễn đạt được hết tư tưởng của anh ta. Nhân phút lặng im, em cố giữ bình tâm, nói. Thôi, anh im đi, anh im đi, tôi van anh. Lưu cứ nói. Thật đấy, tôi đã
tôi đã đau khổ lắm. Huyền ơi, cô, em không biết rằng anh là người khổ sở nhất đời vì yêu em. Một mối tình u ẩn, thất vọng. Đã bao lâu nay rồi anh định sống đau khổ để yêu em một cách tối tâm, thành một người vợ hiền, mẹ thảo, hưởng hạnh phúc. Một người chồng khác xứng đáng không phải là anh. Ấy thế mà em cứ lãng mạn, cứ tân thời. Anh không thể nín được nữa. Anh đừng oán trách tạo hóa. Sao lại sinh ra là anh có họ với em, làm cho anh không được yêu em, không thể lấy được em, phải khổ sở. Huyền, Huyền ơi, Huyền. Những lời nói ấy cứ lúc ngừng bặt, lúc lại trào ra như nước chảy chẳng xuôi dòng, làm cho Lưu có một ma lực thần bí ghê gớm, và làm cho Tấn Bi kịch càng có tính cách não lòng người vì thảm đạm. Thôi, thế là xong. Trống ngực làm quả tim em đập rộn ràng, chân tay em run lên như bị gió lạnh. Em đã sắp nức nở thì Lưu khóc xì sụp, và nước mắt của Lưu gợi được nước mắt của em chảy ra lã chả, ròng ròng. Em thấy chóng mặt như sắp té nhào từ lầu cao xuống mặt đất. Không phải đó là lần đầu em thấy tiếng nói của ái tình vang động bên tai. Bọn thiếu niên vẫn chim em cũng đã có những mánh khóe đủ đường, song chưa bao giờ làm em phải cảm động. Những cái cười, những cái liếc mắt, những câu bông đùa, những lá thư văn hoa đầy giọng giả dối, chỉ làm cho em lộn ruột và thấy họ là khả ố mà thôi. Nhưng mà đằng này, Lưu, chim gái bằng sự thành thực, bằng sự đau khổ, bằng nước mắt, lại vào một trường hợp như thế thì gái nào trơ trơ như sắt đá cho được. Lưu gục mặt xuống bàn để thổn thức hồi lâu, rồi đứng hẳn lên, nghiêm nghị nói một cách rắn rỏi, bất đắc dĩ. Thôi, tôi xin lỗi em. Xin lỗi cô. Cô tha thứ cho. Vâng, xin cô cho những lời vừa nói là không đáng để lọt vào tai. Chúng ta đã là anh em họ với nhau. Cô không tha lỗi cho tôi thì cũng xin cô giữ kín câu chuyện xảy ra. Kẻo người ngoài, dù là... Nghe đến đấy, em thẫn thờ đứng lên, lặng lẽ đi ra. Được ba bước lại dừng lại. Em muốn nói một câu an ủi Lưu mà không biết nói thế nào. Chính thật ra em thế là đã bị một mũi tên của ái tình trúng giữa tim rồi. Thế là hết phương cứu chữa. Không những tha thứ, em còn muốn Lưu cứ nói nữa, cứ phạm phải cái lỗi rất đáng tha thứ, rất đáng yêu ấy nữa đi, cho nó bỏ. Vì những lời não nụt của Lưu vừa làm cho em khổ, vừa làm cho em sung sướng tê mê. Sự đau khổ của Lưu thì ấy là hạnh phúc của em chứ còn gì nữa. Cái phút ấy em cảm thấy bao nhiêu thi vị lạ lùng, vì đó là em đương sống một cuốn tiểu thuyết. Em đương khổ một cách khoan khoái, chẳng kém những vai chính trong những chuyện tình mà người đàn bà được nâng niu, được ca tụng, được vâng lời như một vị nữ chúa giữa một cái triều đình mà bọn cẩn thận toàn là những nhà nghệ sĩ chỉ có việc trao dồi cho ái ân. Em đứng mãi, mãi, tuy không dám quay mặt lại, nhưng vẫn ra ý đợi chờ Nguyễn Lưu có nói thêm gì nữa không. Nhưng anh ta chỉ trầm ngâm, có lẽ hối hận, có lẽ lưỡng lự, thì em ung dung xuống dưới nhà. Từ bữa ấy trở đi, tính tình em lại chịu những sự thay đổi khó nhận thấy. Lúc nào em cũng buồn bã, và do thế không còn sống những cuộc vui vẻ với các bạn gái, những cái mà Lưu không ưa. Không dám thú thật với cả chính mình, em vô tâm mà vâng lời Lưu, chiều ý Lưu như một người vợ hiền sợ chồng không yêu, nên lúc nào cũng nghĩ đến những phương kế gây ra tình ái. Lưu và em, hai đứa hết sức tránh nhau, nhưng càng chạy xa ái tình bao nhiêu thì lại càng bị ái tình đuổi theo rất gấp. Khi sự đau khổ đã trở nên nguy hiểm như một cái tiềm lực, thì nó giống với một cái bong bóng căng hơi, không sớm thì chạy. Những lý luận của khối óc không còn giá trị gì nữa, mỗi khi quả tim muốn có ngôn ngữ. Ấy thế là một người rất thận trọng sự đời, yêu em một cách u ẩn, chỉ muốn ao ước cho em giữ được trong sạch hoàn toàn, mà đã làm cho em phải nhơ bẩn y như một người vô lương tâm. Không, chủ tâm của Lưu vốn không bậy bạ chút nào, thì sự Lưu cùng em bậy bạ với nhau chắc làm cho nhiều người phải ngạc nhiên, cho là vô lý. Vậy mà sự đời lại vô lý đến như thế đấy. Điều đáng chú ý trong cái việc xảy ra rất đáng giận ấy là ở chỗ, từ khi em hiểu rõ tâm sự của Nguyễn Lưu rồi, thì đối với anh ta, em chỉ có một tấm lòng yêu hoàn toàn trong sạch mà thôi.
vẫn biết rằng mối tình u ẩn ấy cũng có gieo một cuộc rối loạn, để sau gây nên một trật tự mới mẻ trong sự mơ màng của em. Song trong lúc đắn đo, em không bâng khuâng vì không thiết tha với những tư tưởng cũ. Thật thế, Nguyễn Lưu tuy không là con nhà giàu, chưa có địa vị cao sang trong xã hội, chưa chắc đã yêu quý vợ như người Tây Phương hay những người theo mới, nhưng một mối tình khổ sở như thế thật cũng đáng cảm động và đủ giữ cho cán cân so sánh được thăng bằng. Bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào, bất cứ đương làm gì, hễ khói óc em mà rảnh việc là em lại phát họa ra một cảnh hạnh phúc gia đình, trong đó có đôi chúng em. Giữa cái không khí nồng mặn những ái ân, giữa một cảnh bài trí nhũng nhặn như những cặp vợ chồng trẻ và thanh bần khác, đáng lẽ ao ước ô tô, nhà lầu, đầy tớ hàng lũ có thể góp mặt với đời bằng cách nai tiệc, mai hội, em đã vui lòng chịu nhận một căn phòng nhỏ, một bộ ghế tầm thường, một người chồng kiếm được một số tiền đủ sống, một số bạn hữu không biết nói đến khiêu vũ, chợ phiên. Như vậy cuộc đời cũng đã đủ tốt đẹp, vì rằng đời không tình là đời suông, và tình không hy sinh là tình hèn hạ. Sự hy sinh của em đối với Lưu đến thế, kể cũng đáng đếm xỉa lắm rồi. Bằng vào dư luận của thiên hạ, em có thể lấy được một người chồng giàu hơn, có phải thế không? Nhưng sau những khi đắm đuối trong những danh từ điêu trá của văn chương, thì lại chỉ có sự thật, cái sự thật khốc hại, cái sự thật ta không thể nhắm mắt không nhìn. Chúng em là anh em họ. Ái tình, hy sinh, thanh bần, hạnh phúc, ngần ấy tiếng cũng không mạnh được bằng cái tiếng ghê gớm này, loạn luân. Nghĩ như vậy em buồn lắm, khổ lắm, không thiết gì nữa. Cả đến ăn uống cũng chểnh mảng, lắm lúc lại ngồi thẫn người ra, mất trí. Sau khi em đã biết tự dặn rằng, đã biết cái sự thực là như thế thì còn nghĩ làm gì, mơ màng làm gì, thì em lại có cái lý luận này để đối phó lại. Ừ, nhưng mà dẫu có mơ màng đến hạnh phúc ấy nữa, thì cũng có hại gì cho mình hoặc cho ai đâu. Ái tình vẫn lẩn khuất gần em, chỉ chờ có dịp cám dỗ là xúi dục. Trong những tiểu thuyết thì trái lại, lại là một thế giới khác, một xã hội khác. Một thiếu nữ chữa hoang ấy là một người hy sinh cho ái tình. Một con đĩ hôm nay với thằng này, ngày mai lại thằng khác, rồi chết non vì bệnh tật. Ấy là một gái mới, lãng mạn, đầy thi vị, vì đã biết thiết tha yêu. Một thiếu nữ khuê cát lẻ nhà đi chơi với nhân tình và rồi chết vì tình. Một cuộc tình duyên nên thơ, một thiên thảm sử. Một người bỏ chồng vì chồng hèn và gia đình nhà chồng hủ lậu. Ấy là một nữ lãnh tụ trong cuộc giải phóng phụ nữ để tìm hạnh phúc cá nhân. Cả một xã hội công nhận những gái như thế, có khi lại hoan hô cổ võ cho những cử chỉ như thế. Trong tiểu thuyết là như vậy, nhưng ở cuộc đời thực tế, một thiếu nữ có làm như trong chuyện đã bị cả cái xã hội ấy chê là hư hỏng, là đĩ thỏa, là phải lòng dai. Thật là một điều mâu thuẫn khốn nạn. Sao họ đã công nhận ở tiểu thuyết mà lại chối cãi ở cuộc đời? Họ bảo rằng đời không là tiểu thuyết, nhưng mà vào trường hợp khác, họ lại có thể khen đại khái những tiểu thuyết kia là đúng sự thật lắm. Đó là những sự vô nghĩa lý rất tai hại, rất đáng bất bình. Vì một khi một xã hội đã công kích ở phương diện này nhưng tán thành ở phương diện khác, ắt phải có những thiếu nữ lầm lẫn đáng thương. Cái số hiểu lầm tưởng tiểu thuyết là cuộc đời hoặc cho cuộc đời là tiểu thuyết bao giờ cũng chiếm số đông, mà nói cho cùng thì lỗi đâu tại riêng họ. Có nói rõ như vậy mới hiểu những lúc sa ngã của em từ đây về sau. Còn về phần Nguyễn Lưu thì em chắc anh ta cũng có những tư tưởng thanh cao y như của em mà thôi. Chứ một người yêu vụng giấu thầm mình mà lại không bao giờ nịnh hót mình, lại vẫn săn sóc hằn học đức hạnh của mình bằng cách trực tiếp hoặc gián tiếp công kích mình mà không hề sợ mất thiện cảm của mình, thì nào có phải là có tà dục, chỉ mưu một cuộc nguyệt hoa. Nhất là cái cách tỏ lòng yêu của Lưu lại càng khiến cho em thấy nó nghiêm trọng, thuần túy tinh thần. Vậy mà chúng em đã phạm phải tà dâm, thì cái chân lý giao hợp là mục đích cuối cùng của ái tình nghiệm càng rõ rệt. Nhưng cũng nên nhân đây nói đến hoàn cảnh nữa, vì mọi điều tội lỗi ở đời đều có sự tổng phạm của hoàn cảnh. Hai hôm trước,
Muốn cho khuây khỏa nỗi bức rứt về mối yêu giữ kín trong lòng, em đến tìm bạn là Ngân. Chúng em đã chuyện trò về cuốn tiểu thuyết mới xuất bản, về một nhà văn sĩ nọ đã bắt bạn lòng với một nữ văn sĩ kia, về một vở kịch có luận đề, về một kiểu y phục phụ nữ mới chế tạo, về sự sửa soạn một cuộc chợ phiên vĩ đại cho cả Bắc Kỳ vào thượng tuần tháng sau. Trò chuyện đương vui, thốt nhiên Ngân vận áo dài vào, rồi bảo em đi theo đến nhà một người bạn gái mà Ngân mới biết. Gặp lúc cần có sự gì, khả dĩ kích thích được mình, cho mình khỏi tư lự đã đủ là may mắn. Em sốt sắng đi theo. Ngoài đường trời thu, gió heo may, với những người có những bộ áo thu và những bộ mặt hoài cảm ngây ngất vì thu, quang cảnh ấy như khêu gợi trong lòng người những nỗi đau thương hầu đã dập tắt. Đến một căn nhà ở phố Hàng Bún, sau khi phải đi qua một cái ngõ vắng vẻ rồi mới đến một cầu thang đồ sộ, em bỗng có mối cảm giác rùng rợn khó hiểu, tưởng chừng như mình sắp dấn thân vào một nơi nguy hiểm gì, vì quang cảnh phố ấy với những me tây già răng trắng nhẫn một cách bẩn thỉu, với những trẻ con lai da trắng hoặc da đen, sự điều hiu của cái ngõ với những dãy nhà cao ngất ngưỡng mà cửa kính cửa chớp đều đóng kín mít như đương giấu giếm bao nhiêu điều bí mật bên trong. Ngân ấy vẽ nói rằng đây không phải là nơi của dân lương thiện. Thấy em trù trừ dừng gót, Ngân tươi cười lôi tuột em lên thang. Trong phòng lúc ấy có ba thiếu nữ và hai chàng thanh niên. Em chưa kịp trông xem chung quanh có những gì thì sự chào hỏi, cuộc giới thiệu đã ổm tỏi bằng cả tiếng nước mình lẫn tiếng nước Pháp. Ba cô kia có những cái tên rất kêu, nào là Huỳnh Liên, nào là Khuê Vân, nào là Bích Ngọc, toàn là nữ học sinh cả. Còn hai thiếu niên thì một là Paul Sanh, học sinh trường Lycée Saro, và người nữa Mai Thiệu Tố, một nhà thi sĩ đã có bằng tú tài. Họ được Ngân giới thiệu như thế thì em cũng phải chỉ cứ biết thế. Paul Sanh có một bộ âu phục rất sang trọng, cái đầu đen lấy những sáp, ở sau gáy thì tóc uốn quăng và để xuề xòa theo kiểu những nhà triết học. Lúc bắt tay em thì cả người thơm lừng những mùi nước hoa. Giản dị hơn, Mai Thiệu Tố chỉ có cặp kính trắng với nước da trắng nọn những phấn, và cặp môi cũng tô son đỏ loét như của đàn bà là đáng chú ý. Về phía phụ nữ thì Huỳnh Liên có cái áo vàng lòe trông rất sặc sỡ, cổ kiểu bánh bẻ, dưới gấu lại viền những đường trung lòe xòe, nó khiến cô ta có những điệu bộ một con chim vàng anh tối tân. Hai chị kia tuy kiểu quần áo nhũng nhặn hơn, song quần lại may bằng thứ nhiễu Thượng Hải mỏng rính, bên trong có quần đùi ngắn ngủn sát bẹn, làm cho ta trông rõ cả nước da hồng hào hằn ra bằng màu hoa đào, với những đường cong của bộ đùi non ai cũng vấn tóc trần, đeo kiềng lối Huế, môi thì thoa son hình trái tim, mặt thì đánh phấn màu gạch non, chân thì đi giày đầm sạc chính, với đôi lông mày kẻ bút chì mà đuôi chạy xếch ngược lên mãi thái dương như lông mày các ông tướng rạp hát tuần tàu. Huỳnh Liên có cái mặt trơ tráo rạng dày của một cô gái nhảy. Bích Ngọc thì đẹp hơn cả, lại có vẻ đầm, chỉ bởi thân thể mũm mĩm và lông mi uốn quăng theo kiểu các ngôi sao chiếu bóng, nó khiến cho cái nhìn của chị ta có vẻ mơ màng thần bí, và cặp mắt tựa hồ có điểm nhung đen. Gian phòng bài trí cũng lạ, quanh bốn dải tường có bàn ghế với kỹ kê liên tiếp nhau, để chống ở giữa. Những ảnh về mỹ nhân khỏa thân Tây Phương, những ảnh các tài tử chiếu bóng treo la liệt trên tường. Trong cùng là một cái phòng xếp nữa, trắng bằng một bức trấn phong. Qua lượt màn mỏng, em thoáng thấy giường, bàn học, mắt áo. Thấy nhà một nữ học sinh mà quang cảnh lại giống một phòng trọ của học sinh con trai như thế, em bèn hỏi Ngân. Trong hai cô thì cô nào là chủ nhân nhà này? Bạn đáp một cách tự nhiên nhất đời. Đây là nhà của mấy người bạn trai, các chị này chỉ là đến đây chơi thôi. Họ rót nước, đưa những thứ kẹo tây thượng hạng và thuốc lá hồng mau ra mời em, xem chừng có ý cho rằng quen em thì cũng hân hạnh. Phái nữ nhận bên kia là bạn trai, ấy đó chỉ là theo lệ xã giao, và hơn nữa chỉ là tình bằng hữu suông. Cứ xét kỹ em cũng đã hơi hiểu, ở đây không phải chỉ có tình giao hữu mà thôi, nhưng có cả ái tình. Những cái cười cợt, những cái liếc mắt, giọng nói xa xôi bóng gió, lắm khi lại điểm màu mẻ ghen tuông nữa, đủ tố cáo rằng bọn thanh niên này lấy cớ bạn hữu để chiêm chuộng nhau mà thôi. Dù đã chịu ít nhiều ảnh hưởng tân thời, em cũng vẫn không đời nào đi tin được rằng
trai gái đã đụng chạm nhau mà lại không là do tư tưởng sằng bậy. Thoạt đầu trước mặt những người tân tiến thứ nhất của xã hội, em đã lúng túng và hổ thẹn, tự thấy mình kém cỏi. Cái cảm tưởng của người nghèo co quắp nhút nhát trước một số đông người giàu, hay là của một người ít học thức giữa một đám đông những ông đỗ đạt bằng nọ bằng kia. Về sau em lại hối hận, nghĩ rằng nếu Lưu biết mình lai vãng một nơi như thế này, ắt là lòng kính yêu của Lưu sẽ đổi ra khinh bỉ. Thốt nhiên em căm giận Ngân đã lừa dối em để em trót đến đây, tiếp xúc với những người đáng lẽ em phải tránh xa. Những người kia thấy em ít nói, hẳn cho em bắt bật kiêu kỳ. Em nghiệm ra rằng, đối với hạng người mới quen, cái kiêu ngạo là một thứ lợi khí buộc kẻ khác phải kính trọng mình. Vì rằng tuy họ chưa rõ mình hay dở thế nào, nhưng cứ thấy mình lên mặt là cứ biết họ phải sợ, phải kiêng dè đã. Quả vậy chưa mấy lúc mà ai cũng đã ra vẻ nhún nhường, ai cũng tìm những lời lẽ làm thỏa cái lòng tự ái của em. Nửa giờ sau thì họ với em đã trở nên thân mật, đến nỗi em phải băn khoăn về thái độ lạnh lùng kiêu hãnh của mình lúc trước. Dần dần người ta đã động đến vấn đề khiêu vũ. Cái ấy đã cố nhiên. Thì ra bọn học sinh này đã thuê riêng căn phòng này để nhảy với nhau, chứ chẳng học hành gì cả. Cái lớp người cổ là các cụ nhà mình không đời nào hiểu nổi mỹ thuật của khiêu vũ đâu. Âu là ta cứ mặc quách, cắt nghĩa mà làm gì? Việc ta làm ta cứ làm, các cụ già thì các cụ chết. Chứ là gì? Tương lai là ở trước mặt chúng ta, chứ có ở trước mặt các cụ nữa đâu. Ta còn phải sống với nhau đời đời, chứ ta có sống được với các cụ nhà ta đời đời kiếp kiếp mãi đâu. Chị Bích Ngọc nhỉ? Thật thế, lắm lúc ở những nơi tiệc tùng, càng thấy không biết nhảy là hủ lậu, chị Huỳnh Liên ạ. Ấy chết, nếu chị em mình mà lại không biết khiêu vũ thì té ra chúng ta là người ở thời đại ông Cao Biền à. Không, ở thời đại Đức Gia Long mà thôi. Em cũng biết vậy, chị ạ. Nhưng mà cậu mợ em cứ cho khiêu vũ là một thói dâm bôn, thế có tức không? Ô, ô, bịa. Nếu dâm thì cả Âu Châu mấy nghìn năm nay cũng dâm à. Thôi đi, chẳng qua nói tóm lại thì việc ấy chỉ có thế này. Bố mẹ chúng ta ít ra cũng 40-50 tuổi cả. Chả nhẽ lại cũng nhảy như chúng ta thì kể cũng dơ dáng dại hình lắm. Ấy thế mà lại thấy chúng ta nhảy thì các cụ chịu làm sao được, mà chẳng kêu ôm lên là dâm, chẳng qua cũng chỉ là vì ghen tị. Thật thế, nếu các cụ nhà ta cũng thử tập nhảy xem nào, lại không khiếp sợ mê đi, chứ dâm ở đâu lại dễ thế, nghe điệu kèn cũng đã đủ bỏ mẹ. Anh Thiệu Tố, anh phải biết một bài lên báo đi. Thưa quý nương, tiếc rằng tôi chỉ là một nhà thi sĩ. Vả lại ở ngoài trong thì tưởng thế chứ, dâm bao giờ các cụ nhà mình không công nhận, chỉ vì không bao giờ các cụ được dịp. Cả bọn đương tranh luận về khiêu vũ như thế thì một thiếu niên nữa bước vào, lại một cuộc giới thiệu âm ỉ, lại những câu nói nửa chừng, những ý tứ tay riêng. Sự huyên náo thường có mỗi khi có một người nữa mới đến. Hết tập 3, còn tiếp